Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng vừa tổng kết một số thông tin về thị trường bất động sản Việt Nam nửa đầu năm nay. Trong đó riêng về việc cho vay đối với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, cơ quan này cho biết hiện đã cam kết cho vay gần 34,5 ngàn tỷ và giải ngân được hơn 24.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đối với gói 30.000 tỷ, tính đến tháng 5 2016, tổng số tiền đã cam kết cho vay trong chương trình này gần 34.500 tỷ đồng. Trong đó, số hợp đồng ký kết cho các hộ gia đình và cá nhân vay trong gói này là hơn 54.000 hộ, với tổng số tiền hơn 26.700 tỷ đồng. Còn lại là cho vay đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Theo tổng kết của Bộ Xây dựng, tính riêng nửa đầu năm nay, Tình hình mua bán trên thị trường nhà ở đang tiếp tục sôi động, trong đó riêng tại Hà Nội, nửa đầu năm có khoảng 7.800 giao dịch thành công. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số giao dịch thành công khoảng 7.500 giao dịch. Tính đến, đến ngày 20 tháng 6 2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng gần 37.500 tỷ đồng. Con số này đã giảm khoảng 1 phần tư so với thời điểm cuối năm 2015. Trong nửa đầu năm nay, ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 8,8%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của lĩnh vực xây dựng kể từ năm 2010 đến nay, và cũng là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nửa đầu năm nay.